quay lại nhìn cái coi. Trời ơi, quan cái này lên Facebook là trời, ba ông này là coi như là đắt khách luôn á. Ờ, quan nó ngưỡng mộ quan quá. Ngưỡng mộ cả phương bánh hút luôn. Cái hoa rửa chén coi nó ăn. Bữa sau nó không rủ hai đứa vậy. Mình là thuộc dạng là test chương trình đó.